quý vị, các bạn, lúa cỏ hay bà con hay thường gọi là lúa ma là một trong những đối tượng gây hại trong sản xuất lúa hiện nay của bà con. Đặc biệt là ở cái vụ lúa đông xuân này, cái diện tích lúa cỏ bị nhiễm tăng hơn so với những cái vụ năm trước. Và trong chương trình Bạn Nhà Nông ngày hôm nay ấy, thì chúng tôi xin dành cái thời gian để cho bà con nắm bắt được cái tình hình lúa ma cũng như là cách phát hiện và phòng trừ cái lúa này như thế nào. Và đồng hành cùng chúng ta hôm nay là kỹ sư Nguyễn Thị Nhung, chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh. Vâng ạ, xin cảm ơn kỹ sư Nhung tiếp tục hành trình cùng với Bạn Nhà Nông của chúng tôi ạ. Cái lúa cỏ bà con mình hay quen gọi là cái lúa ma, vậy thì cái lúa này nó xuất hiện từ lâu chưa ạ? Vâng, thưa bà con và các bạn, cái hiện tượng lúa cỏ hay còn gọi là lúa ma thì đã xuất hiện từ rất lâu. Tuy nhiên nó gây hại bắt đầu từ vụ mùa năm 2018 tại địa bàn Ninh Bình, đặc biệt là ở các cái xã như là Khánh Nhạc của huyện Yên Khánh thì lúa bắt đầu xuất hiện từ vụ mùa năm 2018. Và cho đến nay thì lúa bắt đầu cứ lây lan và gây hại rộng ở hầu hết các huyện trên thành phố trong tỉnh. Tuy nhiên tập trung hại nặng ở một số huyện như là Yên Khánh, Yên Mô, Hoa Lư hay là Kim Sơn. Vâng, thưa chị, thì ở cái vụ lúa đông xuân năm nay thì cái diện tích của nó tăng như thế nào so với lại vụ năm trước ạ? Vâng, cái diện tích lúa cỏ thì càng ngày càng tăng. Đối với vụ này thì tăng hơn so với vụ trước từ 10 đến 20%. Thưa chị, bà con để nhận biết cái lúa cỏ này thì cách phát hiện như thế nào? Vâng, để phát hiện cái lúa cỏ thì đối với lại cái giai đoạn lúa bắt đầu trổ bông thì rất là dễ quan sát. Thì mời chị xem xuống quan sát ở trên đồng ruộng. Vâng, để nhận biết được cái lúa cỏ này thì khi mà nó trổ lên thì cũng rất là dễ nhận biết. Như chị xem đây, đây là cây bông mà hình dạng mà có cái dâu màu đỏ. Ngoài ra, ngoài cái kiểu hình dâu màu đỏ này ra thì các cái kiểu hình dâu màu trắng này thì cũng rất là dễ nhầm lẫn với đối với lúa thường. Tuy nhiên là nó chỗ thì nó sẽ cao hơn so với lúa thường và cái nó có cái dâu rất là dài. Đây chị xem, cái dâu của nó là màu trắng, nó có hai kiểu hình. Một kiểu hình là dâu màu trắng và một kiểu hình là dâu màu đỏ. Vâng, đây tôi nhìn thấy cũng rất rõ rệt đấy ạ. Vâng, đây có hai màu đấy ạ. Có hai màu đấy. Đối với cái biện pháp để ngăn chặn cái lúa cỏ này thì chúng ta cần phải tiến hành đồng bộ các cái biện pháp. Đối với cái giai đoạn lúa trổ như thế này thì bà con cần là cắt bỏ. Thì xin mời chị là xuống quan sát bà con đang cắt bỏ các cái bông lúa cỏ đã trổ lên. Các anh các chị đang xử lý lúa cỏ đúng không ạ? Vâng. Vâng. Vâng, thưa chị, hôm nay bà con của xã Yên Nhân đang tiến hành cắt bỏ cái lúa cỏ hay còn gọi là lúa ma. Vâng, thưa chị, thì cái việc mà ngắt bỏ lúa cỏ này thì mình đã triển khai lâu chưa? Là ngày đầu tiên hợp tác xã và của xã cũng là triển khai cắt bỏ những cái lúa ma. Người nông dân thì cũng ra cắt bỏ và thu gom lên trên bờ để phơi khô và tiêu hủy. Nhà chị thì vụ này chị cấy có nhiều không? Nhà tôi cũng cấy khoảng hơn một mẫu. Thế diện tích mà bị lúa cỏ có nhiều không? Dạ, cũng chắc khoảng độ 5-6 sào chị ạ. Vâng, vậy thì nếu mà để xử lý cái này thì các chị mất khoảng bao nhiêu thời gian ạ? Dạ, nói chung nếu mà đi cắt thì mất độ khoảng 1-2 ngày. Vâng, như thế này thì là cái ta có thể được ngăn chặn luôn cho cái những vụ sau đúng không ạ? Vâng. Vâng, vâng ạ. Thưa chị Bích ạ, cái lúa cỏ này thì bây giờ là mình đang tuyên truyền vận động như nào cho bà con trong cái việc xử lý ạ? Từ đầu vụ là chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch để tuyên truyền cho bà con này. Nhưng mà khi mà để tuyên truyền để các bà con nhận biết rõ nhất thì là lúc bắt đầu nó chỗ bông. Nó chỗ bông nó cao hơn những cây lúa bình thường và nó có dâu. Thì bà con sẽ tiến hành là chúng tôi sẽ cho thông báo trên đài ba cấp và chỉ đạo cho các hợp tác xã là tuyên truyền cho bà con là đi cắt bỏ cây này, cây lúa này. Vâng, vậy thưa chị thì năm nay cái diện tích nhiễm ở trên địa bàn mình có nhiều không ạ? Và đến nay thì xử lý được đến đâu rồi ạ? Vâng, báo cáo với các chị thì cái này thì tất cả các cánh thì nó đều có nhưng nó không ở cái mức độ là dày mà phải bỏ đi tiêu hủy cả. Thì hầu như là 3-4% là các ruộng đều có thì chúng tôi tiến hành cho bà con là đến đâu cắt đến đấy và xử lý.
Thưa anh ạ, qua được cái hướng dẫn của khuyến nông rồi, thì bây giờ sau khi ngắt bỏ này thì gia đình nhà anh sẽ làm gì đối với lại cái lúa cỏ này để hạn chế được cho những vụ sau ạ? Dạ, ý là lúc gieo lên thì nó giống lúa như mình gieo bình thường, mà lúc nó tuột đồng lên thì mới phát hiện được là cái cây lúa nó có dâu này, nên là mới phát hiện được, mới cắt được. Thế là tôi ra thì thấy nó lắm quá thì là cắt là để vơi hết lên bờ, để phơi hoặc là tôi tiêu hủy ạ. Thưa chị Thu ạ, những cái vụ trước gia đình nhà mình có bị cái lúa cỏ này không ạ? Là vụ trước nó cũng có, nhưng mà tỷ lệ nó ít thì bọn tôi cũng có cắt và tiêu hủy đi, nhưng mà càng ngày nó càng lây lan rộng ra thì bọn tôi cũng cố gắng cắt và tiêu hủy để cho những vụ sau nó đỡ hơn. Vâng ạ, thưa chị Thu và anh Điều ạ, hàng ngày thì các anh các chị được tiếp xúc với lại khuyến nông viên đây ạ. Dạ. Hôm nay trong chương trình Bạn Nhà Nông ạ, có kỹ sư Nguyễn Thị Nhung, chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật của tỉnh ạ, xuống trực tiếp địa bàn. Vậy thì các anh các chị có muốn tìm hiểu rõ hơn về cái lúa cỏ này không ạ? Mấy năm trước thì tôi làm đấy, thì là cấy thì là nó không có loại giống lúa này, mà như là tôi mua là đa số là tầm ở tư nhân, mà tôi là cấy lúa Thiên Hương, mà mất hai vụ này là tán là dân là ra loại lúa này, thì tôi hỏi chị Nhung là xem là nguyên nhân từ đâu ra. Cũng như cái thắc mắc của anh cũng như là nhiều bà con ở trên địa bàn tỉnh cũng thắc mắc là nguyên nhân vì sao mà cái lúa cỏ này nó xuất hiện. Đối với cái lúa cỏ này thì đã xuất hiện ở tỉnh Ninh Bình từ năm 2018. Tuy nhiên thì mới đầu cũng chỉ rải rác ở trên địa bàn một số huyện như là Yên Khánh, Yên Mô. Nhưng đến cho vụ đông xuân năm 2021 thì cái diện tích lúa cỏ này cũng đã lây lan trên hầu khắp các cái địa bàn toàn huyện, toàn tỉnh. Đối với cái nguyên nhân mà cái lúa này nó xuất hiện thì nó do rất là nhiều nguồn. Thứ nhất là do cái tác động cơ giới như là máy gặt có thể là đưa từ các cái vùng, các cái tỉnh khác về. Khi mà gặt lúa trên đồng ruộng mà không vệ sinh cái máy gặt sạch sẽ thì cái nguồn lúa cỏ nó cũng đưa từ các nơi này đến nơi khác. Và đấy là dẫn đến cái hiện tượng là lúa nó ngày càng nó lây lan ra các cái diện rộng. Thứ hai nữa là một số các cái bà con nông dân mà mua các cái giống nó không có rõ nguồn gốc, hoặc là mình để lại những cái giống mà năm ngoái nó đã bị lúa cỏ rồi mà mang ra gieo trồng ở vụ sau, thì đây cũng là một trong các cái nguyên nhân mà nó dẫn đến cái tình trạng lúa cỏ này nó lây lan nhanh. Ngoài ra thì bà con cái xử lý cái lúa cỏ này không kịp thời, để cho dẫn đến là cái lúa này khi mà nó đã bắt đầu ngậm sữa thì hạt lúa có thể rụng xuống và nằm sâu ở dưới đất. Nếu mà trong điều kiện thời tiết thuận lợi thì có thể là nảy mầm và phát triển thành cây, nhưng mà tuy nhiên trong điều kiện thời tiết mà không thích hợp thì hạt lúa này có thể ngủ nghỉ tới 2 đến 3 năm mà vẫn có khả năng nảy mầm được. Do vậy mà cái lúa này cái sức sống nó mãnh liệt, nó cao hơn đối với cái lúa thường. Vì vậy mà nó lưu giữ được ở trong đất và lây lan ra khắp các cái diện rộng trên địa bàn. Do gió, do mưa, do nguồn nước mưa di chuyển từ vùng này sang vùng khác. Bây giờ chúng tôi tiêu hủy như thế này thì tôi muốn biết thêm biện pháp để xử lý, để chuẩn bị đón cho vụ mùa tới được cho nó sạch lúa mà này. Vâng, đối với lại cái vụ đông xuân này thì bà con nên tiến hành cắt bỏ nhanh trước khi mà lúa bắt đầu ngậm sữa, thì bà con cần cắt bỏ và mang đi tiêu hủy để tránh lan sang các cái vụ tiếp theo. Tuy nhiên là sau khi bà con cắt hết một lượt thì cần tiến hành đi kiểm tra lại một lần, xem còn sót lại những cái bông lúa cỏ nào còn sót lại thì bà con tiến hành cắt và nhổ. Xin cảm ơn kỹ sư đã tư vấn cho bà con chúng tôi cách tiêu hủy và để được vụ sau để cho nó sạch cái lúa mà để bà con chúng tôi được thu hoạch kết quả tốt ạ. Thưa kỹ sư, trong cái giai đoạn mà lúa đang chỗ bông thì chúng ta đã tiến hành xử lý cắt bỏ với những cái lúa cỏ rồi. Ở cái giai đoạn lúa chín cũng như là cái giai đoạn làm đất thì chúng ta cần phải làm gì ạ? Vâng, đối với lại những cái diện tích mà nhiễm cái lúa cỏ thì khi mà lúa đến giai đoạn thu hoạch thì bà con cần trước tiên cũng đã phải cắt nhổ bỏ hết các cái bông lúa cỏ rồi. Tuy nhiên thì sau quá trình thu hoạch thì bà con nên cắt sát gốc rạ để tránh các cái ảnh hưởng. Đặc biệt là những cái diện tích nào mà bà con thu hoạch bằng máy thì trước khi thu hoạch thì bà con cần phải vệ sinh sạch sẽ các cái máy gặt. Hoặc là sau khi thu hoạch xong thì bà con cũng phải vệ sinh các cái máy gặt sạch sẽ để tránh là máy gặt sẽ đem lúa cỏ từ vùng này sang vùng khác.
Và sau đó thì bà con tiến hành là gặt đến đâu và làm đất luôn đến đó. Để xử lý cái lúa cỏ này một cách triệt để thì bà con cũng tiến hành là xử lý bằng các cái biện pháp canh tác là chủ yếu, như là xử lý gốc rạ, xử lý các cái chế phẩm sinh học phân hủy các cái cellulo, cũng như là các cái chế phẩm Trichoderma để cho giúp cho quá trình phân hủy nhanh hơn, để tạo điều kiện cho cái sản xuất vụ mùa nó kịp thời. Cái khâu làm đất thì cụ thể mình cần phải làm cái gì ạ? Đối với khâu làm đất thì sau khi thu hoạch lúa xong thì bà con tiến hành làm đất ngay. Và làm đất, đặc biệt là trong quá trình làm đất thì đối với những cái diện tích bị nhiễm lúa cỏ thì bà con cần làm đất ít nhất từ 2 đến 3 lần để là cho các tạo cho các cái điều kiện cho cái mầm cái lúa cỏ mà khi nó đã bị mọc mầm, bà con sẽ tiến hành cày bừa để diệt các cái mầm lúa cỏ mà để tránh lây lan sang cái vụ mùa. Vâng, thưa chị thì chúng ta đang đi giữa cái cánh đồng này thì cho thấy là các cái ruộng lúa này bà con đều xử lý rất là có những cái quy trình vào quanh khu. Đây là những cái vùng mà chuẩn bị là bà con sẽ đưa vào máy cày lật. Cái cánh đồng trước kia là đã được cày bừa một lần rồi ạ. Vậy có nghĩa là ở đây bà con đang thực hiện rất là tốt ạ. Hiện nay thì những cái diện tích mà bà con đã cày lật rồi thì tiến hành xử lý các cái chế phẩm rơm rạ. Còn đối với những diện tích chưa cày thì bà con cần khẩn trương tiến hành là cày lật lần một, sau đó xử lý rơm rạ và sau để cho các cái hạt lúa cỏ nó nảy mầm từ 2 đến 3 lá, sau đó bà con lại tiến hành lại cày lại một lần nữa. Vâng, bây giờ chúng ta đi xuống cái cánh đồng cụ thể. Đối với những cái ruộng mà đã cày như xong như thế này thì bà con cần xử lý cái chế phẩm để phân hủy gốc rạ như là Sumichi hay là cái chế phẩm Trichoderma để giúp cho cái phân hủy nhanh cái gốc rạ, các cái tàn dư thực vật cũng như là các cái lúa cỏ mà còn rơi rớt lại ở trên đồng ruộng. Đối với lại cái đặc biệt là đối với cái thời tiết của vụ mùa và đặc biệt là cái thời gian giao vụ giữa vụ đông xuân và vụ mùa nó ngắn. Do vậy mà cần phải tăng cường xử lý cái này để giảm cái khả năng là ngộ độc hữu cơ sau khi mà gieo cấy mà cái gốc rạ nó chưa bị phân hủy hết. Thì do đó mà bà con đã xử lý cái này, dùng cái xử lý cái gốc rạ này đã từ rất lâu rồi và đem lại hiệu quả rất là cao. Vâng, thưa kỹ sư ạ, với cái việc mà kéo dài cái sinh trưởng của vụ đông xuân thì cái vụ mùa của chúng ta đang có những áp lực lớn về cái tiến độ, về thời gian. Vậy thì bà con cần phải làm những cái thao tác gì cơ bản ở hiện nay để có một cái vụ mùa vừa đảm bảo được thời vụ cũng vừa đảm bảo hạn chế được cái lúa cỏ thấp nhất ạ? Thì cái việc của bà con mà cần phải làm trước mắt hiện nay đó là thu hoạch đến đâu thì bà con tiến hành làm đất ngay đến đó. Sau đó là cũng phải chủ động cái nước vào, sau đó bà con đưa nước vào và thực hiện các cái biện pháp để phòng chống lúa cỏ như là bón các cái chế phẩm sinh học. Thì đối với cái vụ đông xuân này do cái thời gian thu hoạch nó rất là gấp rút, muộn hơn so với lại mọi năm. Do vậy mà cái thời gian làm đất là phải khẩn trương, bà con rất là khẩn trương trong cái khâu làm đất để làm sao mà đảm bảo cái tiến độ của cái vụ mùa, đặc biệt là trên những cái diện tích mà bà con bố trí cây vụ đông. Vâng, xin cảm ơn kỹ sư đã tham gia chương trình ạ. Vâng ạ, thưa quý vị các bạn, lúa cỏ là một trong đối tượng dịch hại, nó ảnh hưởng tới cái sản xuất của chúng ta. Do cái việc mà phòng trừ chưa tốt ở vụ lúa đông xuân, vì vậy như là ở cái vụ mùa này bà con cần phải thực hiện một cách triệt để đồng bộ. Như vậy thì chúng ta mới đảm bảo được một cái vụ mùa đạt thắng lợi. Chương trình Bạn Nhà Nông đến đây xin tạm dừng. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.